phi của ai mà cầm hoa đẹp thế? Không. Đây là hoa của Phương Anh Đào. Tại vì Phương Anh Đào mất tích rồi, không nghe cái gì là những điều phần hai luôn. Không, không, giữ giùm cho chị Phương Anh Đào. Xin chào tất cả mọi người. Mình vừa coi mặt chị Thu Thủy xong. Thì như mình đã chia sẻ, đây là một phim khá là ấn tượng. Vượt qua khỏi cái sự an toàn như là những gì mình có luôn, thì mình có những màu sắc đẹp. Nếu như mọi người có xem một căn đầu tay của tôi bạn đi, thì mọi người hãy đến ra cảm nhận ngay bộ phim mình sống của mình, một cái style khác hoàn toàn. Thanh Minh đã xử lý hình ảnh một cách rất là khác so với bộ phim đầu tay của mình. Nhưng mà Thanh tất cả mọi người ngoài trung trạm, nếu đã coi phim của mình rồi, quay qua nhau và nói là anh Minh cái style này khác quá, mà anh Minh làm được rất ra và rất là tốt. Nick một ai cả, nhưng quả thực là Phương Anh Đào trong bộ phim này khiến mình khá là bất ngờ. Và đặc biệt nữa là mình không nghĩ rằng có một người diễn viên tên là Ái Phương với một cái cá tính rất là mạnh mẽ và không thiếu phần nữ tính ở trong đó nữa. À, đúng rồi, có thể là hình như đây là vai diễn điện ảnh đầu tiên của chị Phương đúng không? Dạ, yeah. Nếu vậy thì khá là tốt đấy. Huy có làm việc với chị Phương trong một cái chương trình và thấy lần đầu tiên chị Phương trên màn ảnh rộng thì rất là bất ngờ, diễn rất tự nhiên nha. Yeah. Diễn rất tự nhiên và bản lĩnh. Còn chị Đào và anh Tuấn rồi, thôi rồi luôn, không thể nào bàn cãi được nữa. Anh Tuấn là một cái vai này là như là trong máu của ảnh rồi, ảnh diễn rất là tự nhiên và rất là thần thái. Còn chị Đào thì Huy rất là nể, tại vì hầu như tất cả các phim chị Đào rất là đóng qua rất là nhiều vai diễn rồi, và đây là một cái vai rất là khác so với những cái vai trước của chị Đào. Chị Đào làm khá là mình cũng nghĩ là tốt. Thế có một cái gì đấy nổi bật hơn. Còn về mình nói về nữ thì mình cũng phải nói về nam một chút, thì như chúng ta cũng đã được xem anh Quang Tuấn thể hiện ở trong Thiên Linh Cái, thì mình nghĩ rằng đây cũng sẽ là một trong những cái signature của anh Tuấn cho những bộ phim về sau, và hy vọng là những bộ phim tiếp theo cũng như là bằng chiếu hình sẽ làm cho anh Tuấn có những cái nét tươi mới và mang lại cho khán giả nhiều cảm xúc hơn nữa. Mình nghĩ đây là bản gốc rồi chứ. Đây, hồi nãy là Huy quay qua, Huy hỏi bạn Huy là phim này remake đúng không? Remake của Hàn Quốc hả? Cái Huy mới hỏi cái tên của phim Hàn Quốc xong rồi Huy chắc chắn là Huy phải về Huy coi lại của bản Hàn Quốc. Cơ bản là khi mà Huy lần đầu tiên trải nghiệm với cái kịch bản như vậy, với cách quay như vậy và cái lối diễn xuất của tất cả diễn viên, thì Huy tin đây là một bộ phim rất là thành công, chứ không phải là trên cái cột mốc là remake của một bộ phim nào đó. Dạ, và trong lúc mà coi phim ấy, Thanh đang ngồi tưởng tượng rằng là nếu như mình là diễn viên nam ở trong bộ phim, còn Huy là cái diễn viên bị đánh kia, chắc bị đánh bầm dập luôn. Trời ơi, à rung rợn hả? Thật ra thì cái này cũng rất là khó trả lời, vì là mỗi một người sẽ có một cái tâm lý cũng như là cái sự hiểu biết về cuộc sống riêng, thế nên là cái mức độ mà tiếp nhận những cái tình tiết đó của mọi người cũng sẽ khác nhau. Thanh nghĩ rằng với một mức độ trung bình thì mọi người sẽ có những cái pha giật gân và hồi hộp và sợ hãi thay cho nhân vật đấy. Rồi, Huy tin cũng tin là những cái tình tiết, những cái pha rượt đuổi, những cái pha mà chiến đấu với nhau thì cũng là giúp cho bộ phim tăng rất là nhiều kịch tính và cuốn hút hồi hộp quý khán giả ra rạp. Hãy tới rạp và ủng hộ bằng chứng của Huy nha mọi người ơi. Bởi vì không một giây một phút nào đấy rời mắt được khỏi cái màn hình, tại vì nó thực sự quá cuốn hút và rất là hấp dẫn. Và Dennis mong tự dưng mình xem xong những cái thước phim đấy, mình cảm giác như ôi chắc tới đây mình cũng sẽ bắt tay vào làm phim để được giống các anh chị. Thực sự Dennis cảm thấy rất là thích thú trong dự án phim Bằng Chứng Vô Hình lần này. Còn với Quân thì thực sự Quân cũng là một fan của Bằng Chứng Vô Hình, và Quân cũng đã xem phim bản Hàn rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì thực sự là Quân rất là xúc động. Điều đầu tiên là Quân rất xúc động, bởi vì sao? Bởi vì người em rất là thân của Quân là Otis đã đóng một cái vai Hải rất là trọn vẹn, và đây cũng là phim coi như là một phim điện ảnh đầu tiên của Otis, và hai anh thì lúc nào cũng rất là ủng hộ Otis. Và ngày hôm nay đi xem thì Quân không nghĩ là Otis có thể đóng được một cái vai tròn trịa như ngờ. Vậy. Thực ra em là hơi bất ngờ về cái vai diễn của Otis, tại vì tuy nó là một cái vai cái thứ chính, không phải là một vai chính đâu, nhưng mà thực ra để lại dấu ấn rất là nhiều đối với khán giả. Và Quân xin chúc cho bộ phim khi mà ra rạp thì Quân tin rằng là sẽ cháy phòng vé, và Quân mong một điều rằng là mọi người sẽ đón nhận bộ phim này. Dennis cũng mong mỏi như Quân thôi, nhưng mà Dennis mong sau cái dự án này là giống như là đã mở ra một cái con đường trong phim điện ảnh của Otis ấy, và Otis tới đây sẽ có những dự án hấp dẫn hơn, thú vị hơn và sẽ có sức ảnh hưởng hơn nữa. Thêm một điều nữa bật mí là ngày hôm nay thì là lần đầu tiên mà Quân được xem một bộ phim trọn vẹn,
của nữ diễn viên Phương Anh Đào. Phương Anh Đào thì bằng tuổi Quân thôi, sinh năm 92, nhưng mà thực sự là bản thân Quân rất là khâm phục Phương Anh Đào. Cũng có một cái kỷ niệm nhỏ nhỏ rằng là hồi mà mình quay Màu Nước Mắt đúng không? Thì hồi mà Quân quay Màu Nước Mắt thì là Quân đã bị hụt diễn viên Phương Anh Đào, bởi vì là lúc đó thì Phương Anh Đào đang ở bên Nhật Bản để quay một bộ phim khác. Và thời gian tới đây hy vọng chắc là thời gian tới đây thì sẽ có thể mời Phương Anh Đào tham gia một dự án nào đấy của Quân, bởi vì thực sự là ngày hôm nay thì Quân rất là mê cái cách diễn của Phương Anh Đào, và Quân chúc cho Phương Anh Đào cũng như là Otis và cả ekip sẽ thành công. Thực ra Quân là một người không thích sự so sánh đâu, bởi vì mọi so sánh đều là một sự khập khiễng. Nhưng đối với Quân thì phiên bản Hàn hay là phiên bản Việt thì nó vẫn mang lại cho Quân một cảm xúc thực sự rất là đặc biệt. Hơn nữa là đây là một bộ phim remake, và khi mà đến đây thì Quân, cái điều mà Quân mong mỏi là sẽ truyền tải được hết tất cả những cái điều mà cái bản gốc, đúng không, nó đã mang lại cho khán giả, và thú thực với mọi người rằng là nó đã vượt trên cả cái mong đợi của Quân. Ví dụ như cái bản Hàn đấy thì thực ra Dennis rất là thích về cái nhịp độ cũng như cách kể chuyện trong cái bản gốc. Tuy nhiên xem bản Việt thì Dennis lại cảm nhận được cái sự gần gũi hơn, chắc là gần gũi về mặt văn hóa hoặc cũng như gần gũi về mặt con người ấy. Dennis vẫn cảm giác là mỗi phiên bản sẽ có một cái hay và thú vị riêng. Và Quân nghĩ rằng là khi mà khán giả xem thì cũng sẽ có những cái cảm nhận giống như mình thôi. Như đây cũng vậy, đây là chúng em bỏ qua xong rồi. Đây là một chàng trai mà Minh Sùng nghĩ rằng là khác hẳn ở ngoài luôn nha. Mọi người nhớ đón xem. Vậy thôi, tôi thấy là ơn cái bụng. Còn diễn viên thì sao, mọi người nói luôn đi. Thì thật ra khi mà em coi lại cũng không nghĩ là mình có thể là làm được điều đó luôn. Em đã làm em, được rồi. Em khá bất ngờ về cái nhân vật của em luôn á. Đừng bất ngờ nữa, đã được rồi. Tốt. Em cũng bất ngờ lắm. Em có nhiều cái tình huống nó không đúng đắn với một người cảnh sát lắm. Dạ. Nhưng sau đó thì em không còn thấy trên phim nữa. Em cũng bất ngờ nhiều lắm. Nhưng em thấy là em ra đàn ông rồi mọi người. Dạ, dạ. Có mọi người công nhận với em không? Rất đàn ông. Có điều hơi xàm thôi. Sao vậy? Nói chung là AC3 anh chị em vậy đó. AC3 là anh em ba chị em. Anh em ba chị em. Được không? Anh em ba chị em không biết là mọi người hãy đi xem phim ủng hộ. Dạ, ok. Cảm ơn mọi người. Rồi, rồi.